Cái vị của trái á, thì ngọt nhẹ nè, thơm chuẩn mùi sô-cô-la luôn các anh chị. Hiện tại thì cây này đang cho trái mọc chi chít luôn. Kính chào quý cô bác anh chị đang đến với nhà vườn Khánh Võ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh chị một loại cây ăn trái vô cùng siêu độc lạ, mà khi nhắc tới cái tên thôi thì các anh chị sẽ khá là bất ngờ và thú vị với loại cây này. Đó là cây hồng sô-cô-la chuẩn giống ạ. Khi lần đầu nghe tên về cái loài cây này thì em thấy có một sự thắc mắc trong đầu em, là không biết cái màu sắc hay là cái hình dáng nó có giống sô-cô-la hay không mà được gọi là hồng sô-cô-la. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đây á, là cái vị của cái trái cây này á, nó y chang như sô-cô-la luôn các anh chị, không khác một xíu nào luôn. Vị thì ngọt nè, thơm và béo béo. Trên tay em là một trái hồng sô-cô-la khi còn xanh, thì trái sẽ có hình dạng là to cỡ lòng bàn tay của em nè. Màu sắc thì xanh nhẵn bóng ha. Còn khi mà chín á, thì trái có màu xanh đậm, nhưng mà bên trong á, thì có màu nâu đen. Và cái vị của trái á, thì ngọt nhẹ nè, thơm chuẩn mùi sô-cô-la luôn các anh chị. Hiện tại thì cây này đang cho trái mọc chi chít luôn các anh chị. Đây là dạng cây tầm trung thôi, nhưng mà khi cao thì cây thuộc dạng có tán rộng nè, cao trên 2m, và đặc biệt làm cây che bóng mát, cực kỳ thích hợp trong ngôi nhà của mình ha. Đây là một dòng cây ăn trái phải nói là vô cùng siêu độc lạ và rất là hiếm ở trên thị trường. Cho nên là nếu như các anh chị muốn sở hữu dòng cây hồng sô-cô-la chuẩn giống này, có thể liên hệ nhà vườn Khánh Võ. Bên em sẽ hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc cho các anh chị nha. Hotline 096 234 7777. Địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.